Và đối với gam son thứ, cô cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 loại: son thứ tự nhiên, son thứ hòa thanh và son thứ giai điệu. Chúng ta lựa chọn một trong 3 loại này để luyện tập. Và bây giờ, chúng ta sẽ đặt tay phải ở vị trí nốt son thấp hơn vị trí đô trung tâm. Chúng ta sẽ dùng ngón 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 và 5. Gam son thứ thì có hai dấu là si dáng và mi dáng nhé. Tay trái thì số ngón tay vẫn giống như các gam thứ trước. Chúng ta sẽ dùng ngón 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 và 3, 2, 1. Và đối với gam son thứ hòa thanh, thì ngoài dấu si dáng, mi dáng, chúng ta sẽ có thêm dấu pha thăng ở cả hai chiều. Bây giờ cô sẽ thực hành với tay phải và tay trái như sau. Đối với gam son thứ giai điệu thì chúng ta chỉ còn dấu si dáng ở chiều đi lên thôi. Và phím thêm đó là phím pha thăng ở chiều đi lên. Nhưng chiều đi về thì chúng ta sẽ chơi giống như gam son thứ tự nhiên. Bây giờ các bạn cùng quan sát cô với tay phải và tay trái như sau nhé. Chúng ta lưu ý cần phải tập với máy đo nhịp và đo cho đến khi mà chúng ta đều nhịp được ở tempo 66 nhé.